Xin chào tất cả anh em. Và hôm nay lại lang thang Valencia anh em ạ. Tìm xem có cái wing 2MG nào không. Đây này, wing 2 của Showmaster này, 30.000 Vcoin anh em ạ. Omo này, chiến binh 30.000 này. Mà phải tìm đúng cái wing 2 anh em ơi. Chơi kỷ niệm phải đúng wing 2 nó mới đẹp. À đây này, wing 2MG đây, 60.000 anh em ạ. 60.000 Vcoin này. Mua luôn chứ nhỉ. Mua luôn, mình xuyên. Đồ đạc bây giờ nó rẻ anh em ơi. Với cả nó sẵn, ai cứ có thừa đồ gì chúng ta sẽ bán ở đây nhá. A few moments later. Vâng, lại có kèo xoay đồ rồi anh em ơi. Lại có kèo xoay đồ wing wing gì lên xem nào. Wing gì đây? Wing lên Omo cái cộng 13. Nhân vật đại tướng ở đây 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 ở đây rồi. Wing gì đây? Ôi giời ơi, không có Omo thì ông xoay kiểu gì đấy ông ơi. Vâng đây, kèo này là kèo của cái bác này. Bác ấy bảo rằng là xoay wing 3 Omo lên cộng 13 với giá là 1 triệu Vcoin anh em ạ. Không biết có lên được không. Nếu mà mình xoay lên được rơi khoảng tầm khoảng 200.000 Vcoin ấy là lãi được anh em ạ, là lãi ấy. 1 triệu Vcoin anh em ơi. Rồi bắt đầu thôi. Đại tướng à. Xem đồ cái nào. Ui giời, đồ quyền năng lởm anh em ơi. Cộng 9 thôi. Khả năng tránh đòn 10% và tăng lượng gen 30%. Kiếm thiên tử ok này. Ring pen cộng 9 này. Wing 2. Mày không lấy đâu ra được cái wing 3 Omo anh em ơi. Làm quả kèo 1 triệu à. Ok luôn. Đây còn 1 triệu Vcoin anh em ơi. Xoay được chi phí càng thấp càng tốt anh em ạ. Càng thấp thì chúng ta càng lãi thôi. Rồi bây giờ qua bên Noria. Tiếp tục cuộc hành trình. Quả kèo xoay wing 3 Omo lên cộng 13. Ôi dồi, hết cả Blast anh em ơi. Không cần Blast luôn ạ. Đập lên cộng 9 thì cũng khó cơ. Chào đâu. 1, 2, 3, 4. Rồi phải bùa chào cơ. Nào. 1, 2, 3, 4. Phải sửa đấy anh em ạ. Sửa đã. Cho chắc. 5, 6. 6 rồi à. 7. Úi dồi, lên đi anh em ơi. Ơi ơi. 8. Ui lên rồi, lên rồi, lên rồi. Đang đỏ. Ui giời, xịt. Ê, đầu gì. Vâng, cánh này cộng 0 thì tăng 39% sát thương anh em nhé. 39% nhé. Thế nên cộng này cho là cộng 9 hay bao nhiêu. Đấy, lại một tơn ngọc ra đi rồi anh em ơi. 1 triệu Vcoin. Không biết có đớp được không đây. Có đớp được không đây đây. Cộng 5 này. Cộng 6 lên 51% anh em ạ. 51% sát thương này. Từ 39 nhảy 51 nhá. Ui dồi ôi, cộng không Omo đập khó lắm anh em ơi. Ông này ông chơi quả kẹo khó thật đấy. Ôi dồi ôi, lại xịt đi đây. Ui dồi, lại xịt tiếp đây. Di chuyển. Đấy anh em đang gọi là hành xác thằng Chao Gobin anh em ạ. Tối nào cũng vậy thôi. Giải trí, săn bot, sau đó là đi xoay đồ. Đây này, chúc mừng A Di Đà Phật nâng cấp mũ quyền năng lên cộng 10 này. Mr. Cường vừa nâng cấp nhẫn băng thất bại cộng 11 đây này. Tham lam lắm anh em ạ. Toàn bị thằng Chao Gobin nó lừa thôi anh em. Toàn, ô kìa, xịt nhiều thế. 5, ô kìa. Toàn xịt thôi anh em ơi. 7 này, cộng 9 còn khó lắm gì cộng 7. Cộng 7 này, cộng 7 lên là 53% sát thương này. Úi dồi ôi, lại xịt rồi. Kèo này nghe chừng là căng rồi anh em ơi. Hết cả Blast đi. Hết cả Blast luôn ạ. 1 này, 2, 3, 4, 5, 6. Úi dồi ôi, lại xịt rồi. Không có lắc như này, đập khó lắm anh em ơi. Đập khó là gì đây. Chúc mừng Buma đã nâng cấp tay Hồng Long lên cộng 11. Cứ lên cộng 10, cộng 1 nhiều thế này anh em ơi. Cộng 7 này. Ui giời ơi. Mấy chục viên ngọc của tôi này. Hỏng rồi anh em ơi, kèo này khó rồi. Kèo này khó rồi. Cộng 5 này. Ui, nhầm nhầm xoay, nhầm ngọc anh em ạ, nhầm ngọc.
Cộng 5, ok lại xịt đây. Cộng 6 này. Cộng 5 này. Cộng 6 này. Ôi giời, cứ lên thì xuống cái này. Toàn 56 thôi anh em ơi. Toàn 56 thôi này. Đấy cộng 7 này. Hết cả ngọc luôn rồi này. 8 đi em ơi. 8 đi. Rồi 9 đi, cố lên. Chỉ cần lên 9 thôi là chúng ta sẽ vượt qua được cái mốc 9 anh em ạ. Tại vì xoay đồ khi xịt ấy thì nó sẽ về 9, chứ không phải là về 0. Do vậy chỉ cần đi đập đi cộng 9 thôi anh em ơi. Chỉ cần đập đi cộng 9 thôi là thoát cửa tử rồi. Thoát. Không thoát được anh em ạ. Hết rồi. Hết ballet rồi, phải đi mua thôi. Vâng, hiện tại bây giờ đang còn bao nhiêu đây? 1 triệu 1 recoin anh em nhé. Tiếp tục đi mua. Ballet đâu? Ballet ơi. Ballet ơi. Ô mẹ, không ai bán ballet à? Ô kìa. Đừng bảo là không có ballet nhá. Không nào, ông quăm hết ballet rồi anh em ơi. Ôi giời, không còn ballet luôn này. Không có ballet luôn ạ. Kiểu gì đây? À đây rồi, may quá rồi rồi. Bao nhiêu viên? Được 30 viên anh em ạ. 30 viên, bao nhiêu đây? 4.000 một viên. Đớp luôn. Đớp luôn. Xem còn không? Ai còn mua hết anh em ạ. Hôm nay là phải mua hết rồi. Ồ kìa. Không nhiều lắm ở đây, đây rồi, may quá này. 30 viên, 111.000. 4312. Phải chia anh em ạ, lại phải chia. Đấy, 111.000 WeCoin mà chia cho 30 là bao nhiêu anh em ơi? Lại phải lên máy tính rồi. 111 đúng không? 111 000 chia cho 30 bằng bao nhiêu anh em? 3.700 một viên anh em ạ. Shop này ok đấy, mua hết luôn. Mua. Shop này ok đấy. Đừng có bán cho đầu dê bán thịt chó được. Xem nào. 3 ơi. 31.000 vi coin 3 viên, tức là 1.000 vi coin một viên anh em ạ. Shop này ok đấy. Mua luôn. Mua luôn chứ còn gì nữa. Có 1.000 vi coin một viên sâu thôi anh em ơi. Ballet thì rơi vào khoảng tầm khoảng hơn 3.000 một viên. Mua hết luôn. Ui giời, chết rồi. Chết rồi, phải để dành tiền để mua bùa anh em ạ. Đừng có mua hết nhá. Quên mất. Cứ bon tay là mua thôi anh em ơi. Hỏng rồi. Cho hết đi ngân hàng. Bon tay quá. Tưởng rẻ mua, hóa ra mua một phát gần hết rồi anh em ơi. 1 triệu mốt WeCoin, bây giờ còn có 236 WeCoin thôi. Như vậy là đã tiêu hết 700.000 WeCoin rồi. Bao nhiêu rồi? Ballet đúng không? Mấy là lấy tiếp này. Rồi đập. 1 này, 2 này, 3, 4. WeCoin giá bây giờ x10 anh em ạ. X10 hay x9 gì đấy. Tức là 10.000 Việt Nam đồng bằng 10.000 Việt Nam đồng bao nhiêu nhỉ? 10.000 Việt Nam đồng bằng 100.000 WeCoin. 100.000 Việt Nam đồng bằng 1 triệu WeCoin anh em ạ. Tức là 1 triệu WeCoin của mình đây thì rơi vào khoảng tầm khoảng 100.000 thôi. 100k thôi. Anh em tiêu nhòe anh em ơi. 5 này. 6 này. Bởi rồi. 6 này. 7 đây. Lên đi. Úi dồi ôi. Đập lên cộng 9 còn khó nữa này. Đập lên cộng 13. Cái kèo này nghe chừng không thơm lắm anh em ạ. Không thơm lắm rồi. Cộng 7 này. Cộng 8 này. Lên đi. Chỉ cần cộng 9 thôi là thoát được cái cửa này anh em ạ. Là vĩnh viễn nó sẽ không về không được. Cộng 9 rồi, ok. Rồi, bây giờ chúng ta qua bên Noria. Bắt đầu hành xác với thằng Chao Gobi này anh em ạ. Hành xác. Mua ít bùa Chao 30.000 cơ à. Ui chết rồi, hỏng rồi anh em ơi, quá tay rồi. Ui dồi, quá tay rồi anh em ơi, hết rồi. Không biết có lãi rồi thì không đây. Mà đã mua hết 1 triệu WeCoin rồi. 1 triệu WeCoin bây giờ còn có 131.000 anh em ơi. 1 triệu 1.
Còn lại 131 tức là tiêu hết 1 triệu WeCoin rồi đấy. 1 triệu WeCoin là 100k Việt Nam đồng anh em ạ. Rồi cái là bình thường. Cho viên like vào đã anh em ạ. Cho viên like vào đó, nó cho nó gọi là có cái dòng xanh xanh đúng không? Để OMO này làm gì? Ôi rồi, sức tung đã cộng 4 rồi, ngon rồi. Ngon rồi. Bắt đầu cuộc hành trình. Một bùa. Quả này là gì ạ? Không cho bùa may mắn anh em ơi. Một sâu. 45% ạ, không quá lắc. 45%. Nhớ là có bùa trao anh em nhá, chứ lại không có bùa trao lại mất rồi đấy, lại chết đấy. Ôi, chào Gobin ơi. Đang cộng 10 nhá, 40%. Lên. Ui, thất bại đấy, thất bại về 9 anh em ạ. Thất bại về 9 chứ không phải về 0 đâu. Bây giờ thất bại là về 9 rồi. Kèo này không thơm chút nào cả. Một trao, một ballet, một sâu, một bùa chống xịt. Một bùa chống xịt anh em ạ. Quyết định là không cho bùa may mắn nữa. Quyết định không cho bùa may mắn anh em ạ. Cộng 10 là không cần cho. Cho mày xịt luôn, vẫn thất bại anh em ơi. Vẫn thất bại rồi. Thôi thôi thôi, quả này là phải cho bùa chống xịt rồi anh em ơi. À, cho bùa may mắn vào thôi. Chứ kiểu này hai phát không lên được. Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm. Một sâu đâu? Sâu đâu? Không có sâu anh em ơi, hết sâu rồi. 10 biết sâu. Bù anh em đập đồ áo quyền năng đồ 380 anh em ạ. Đập cứ bùm bùm thế này. Hình như là đồ 380 nó chỉ ngang bằng với cả đồ bình thường anh em ơi. Một sâu này, một blast. Đấy, cứ đập xịt ra về 9 anh em nhá. Không phải về 0 đâu, về 9 thôi. Quyết định cho một cái anh em ạ, một bùa thôi. Một bùa may mắn thôi. Còn lại 131 recoil kìa. Không biết có làm nên cơm cháo gì không, lác quá, đứng đông này chả lác. Gậy hỏa long cái liếc này. 1 2 nhấp nhấp anh em ạ, nhấp 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 nhấp. Nhấp nhấp. Lên. Vâng, lên cộng 10 cho anh em ơi. Cộng 10, cộng 11, 12, 13, còn 3 cấp nữa. 3 cấp nữa anh em ạ. Hết cả bùa trao rồi. Hết cả nguy coi rồi, hỏng rồi. Lỗ rồi anh em ơi. Ôi giời ơi, hết rồi. Mua được 3 cái bùa trao là hết. Một lần xoay là tốn 50.000 nguy coi anh em ơi. Bùa trao này 30.000 một cái này. Đấy. Bùa may mắn này là 15.000 một cái, hai cái là 30.000. 30 cộng 30 là 60.000 WeCoin. Kết hợp bình thường. 1 1 2, quả này phải cho hai bùa anh em ạ. 1 1 2 1 2. Tỷ lệ là 50%. Quay Win 3 đi lên rồi. Đổi pen cộng 9L, ring lấy ring cộng 9L. Bắt đầu hiến máu anh em ơi, bắt đầu hiến máu cho Jacobin nó rất đông. Và bây giờ đang hiện tại đang là gì? 20 giờ 47 phút. Tức là gì ạ? Gần 9 giờ tối rồi anh em ơi. Anh em bắt đầu tầm này đông này, tầm này bắt đầu đi xoay đồ đông. Xoay đồ đông. Nhấp nhấp nhấp. Nhấp nhấp nhấp. Nhấp nhấp nhấp, lên 11 rồi. Ôi giời ơi anh em ơi, con chết rồi. Lên cộng 11 rồi. Thiên tử kiếm này, cộng 15 này. Tăng lực đánh cao nhất 2009. Cái mắc pinh rồi anh em ơi, mắc pinh rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng lên 12 anh em ơi. 1, 2, 3 viên. 1, 2, 3 viên blast. 1 viên trao. 1 bùa trao, 2 cái bùa chống xịt. Tỷ lệ là 40%. Sói chiến thần này. Cần mua đồ bằng WeCoin. MG ăn xin. Vâng, xin chào tất cả anh em nhá. Xin chào gì đây? Headshot này, xin chào No Name này, xin chào Bluto này, Buma này, Notebook này, Đại tướng này, Pika này.
Hiện tại bây giờ chuẩn bị xoay lên cộng 12 anh em ơi. Chuẩn bị lên cộng 12 rồi. Nhấp nhấp. Đấy, phải lừa lừa anh em ơi, giả vờ với thằng Chao Gubi này phải giả vờ. Tung đá. Ui thất bại rồi. Lại về cộng 9 rồi anh em ơi. Ôi trời ơi, 1 triệu WinCoin của tôi. Tưởng đớp được của bạn nhưng mà hóa ra là khó đớp đấy anh em ơi. Khó đớp, khó đớp, khó đớp. Hết máu rồi anh em ơi, hết máu rồi. WinCoin còn có 41.000 thôi, giờ phải đi bơm thôi. Qua quán bar nè. Bơm máu, treo treo treo. Treo gì bây giờ, treo viên Blast à? Có gì treo không? Ờ, không có đồ treo rồi. Và mua bình máu anh em ơi. Mua bình máu treo, mua bình máu treo đã. Bạn ơi từ từ đã bạn ơi, để tôi mua bình máu đã. Để tôi treo, đây đây, đi vào đây, vào đây, vào đây. Đi vào đây. Bình máu, bình máu. 1 triệu đúng không? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 triệu uy co này, mua đi bạn ơi. Đâu rồi, bạn đâu, bạn vodka rồi. Mua đi, mua đi. Mua đi. Bạn ơi. Mua chưa? À đấy rồi, xong rồi, ok. Xong. Xong nhé. Rồi tiếp tục anh em ơi, tiếp tục của hành trình gọi là diễn đi, gọi là hiến máu cho thằng Chao Gobin. Đấy, 1 triệu WeCoin thì rơi vào khoảng tầm khoảng 100k thôi anh em ơi. WeCoin x10 rồi. Quả này phải chơi gọi là tất tay với thằng Chao Gobin này thôi. Đâu rồi, bùa Chao. Mua 10 cái luôn ạ, 10 cái là bao nhiêu, 300.000 WeCoin. Tất tay với cái thằng Chao Gobin này anh em ơi. Cộng 13. Cộng 13 mấy tao à. Mua ít bùa tăng tỷ lệ anh em ơi. Có máu một cái là chúng ta gọi là gì cả. Gọi là mua, gọi là căng hết tay luôn anh em ơi. Căng hết tay luôn. Nào, tiếp tục, tiếp tục. Cộng 9 không về không được anh em ơi. Bây giờ chỉ có xoay lên cộng 10, 11, 12, 13 thôi. Không phải đập lên cộng 9 nữa rồi. Nào đấy ngọc. 10 viên. 10 viên ngọc. Sâu 10 viên tâm linh. Chao đâu? Không có chao à? Chao lấy 10 viên luôn. Rồi. VK. Ok. Xoay. Căng tay luôn anh em ơi. Căng tay luôn. Căng tay luôn. Căng tay. Bùa chao. Quyết định là không cho nó ăn bùa may mắn anh em ạ. Không cho ăn bùa may mắn nữa. Không cho ăn bùa may mắn nữa. Lên cộng 10 đấy. Không cho nó ăn nữa. Không cho đớp nữa anh em ơi. Có lên cộng 11 thì phải cho nó ăn. 1. Đấy, phải cho bùa chào trước cho nó nhớ. Không dễ xịt anh em ạ. Xịt là mất. Lại đèn mệt ra. Win 3 giờ đang hiếm. 50%. Căng tay luôn lên cộng 11. Nào, đang hên kia kia, đứng hên. Đang hên. Bùa trao trước này, hàng cái bùa may mắn này, 3 viên này, 1 2 3. Đang hên anh em ơi, đang hên, tỷ lệ 40%. Rồi cũng thất bại rồi. Căng tay luôn lại. Căng tay lên cộng 12 luôn. Úi giời, sửa đồ nhanh nhanh nhanh, đang hên anh em ơi, đang hên. Ôi giời là nước ơi, đang hên. 1 2 1 2 3 4. 1 2 3 4. Đang hên anh em ơi. Lên rồi, phát này lên chắc rồi. Lên chắc rồi. Lên. Lên. Ok anh em ơi, lên cộng 13. Ủa thất bại cộng 13 anh em ạ. Cứ tưởng lên cộng 13. Ôi giời ơi, đang hên mà người anh em ơi. Chán đời. Lại về 9 anh em ạ. Cứ tưởng lên cộng 13, nghe đi tinh một cái. Hóa ra là xịt. Làm lại từ đầu thôi anh em ơi. Làm lại từ đầu anh em ạ. Yêu lại từ đầu thôi. Yêu lại từ đầu. Cái bộ môn này là bộ môn gọi là số học rồi. Có bùa chao chưa? Để chưa có bùa chao lại mất đấy. Thất bại này. Thất bại thì lên thôi. Bắt đầu buồn rồi anh em ơi. Buồn dần rồi đấy. Đấy. Ok, nghe tinh cái cứ tưởng lên anh em ạ. Hóa ra vẫn xịt. Bắt đầu dây đen rồi. Dây đen rồi. Ồ, hình như hết sâu phải. Hết sâu. Blast này. Chao. Lấy 10 viên luôn đi. Anh em ơi xếp hàng. Ui anh em xếp hàng thẳng toát luôn đây này.
xếp hàng thẳng toát luôn anh em ơi. Mấy đây, cộng 9 à. Một sâu, một ballet, một trao. Nhanh tay anh em ơi, nhanh tay. Có này là yên tâm rồi. Có là yên tâm rồi, lên cộng 10 đấy. Kiểu gì trả lên. Rồi bắt đầu là bùa trao này, hai bùa may mắn này, hai sâu này, hai ballet này, một trao này. Một trao này. Kèo này thất bại. Ôi dồi, thất bại rồi. Nói chung là khó đớp anh em ơi, khó đớp lắm. Khó đớp. Khó đớp lắm. Gì kia? Thiếu gen này anh em ạ. Hết cả gen luôn ạ. Gen bây giờ mình có WeCoin rồi. Lệnh gen thôi anh em ơi, lệnh gen này 999. Đấy, phí 50.000 WeCoin là chúng ta có 2 tỷ gen thôi. 2 tỷ gen rồi xoay tiếp. WeCoin bây giờ nó rẻ mà. 1 2 3 bù trao đâu. Lại xịt này. Thôi. Cứ phải chắc cú cho cái bùa may mắn anh em ạ. Cứ phải chắc cú thôi. Cho bùa may mắn thôi. Không kiểu này là gì, tốn lắm này. Lên. Đấy. Vẫn xịt. Vẫn xịt anh em ạ. Hỏng rồi. Vẫn xịt. Hết cả bùa may mắn rồi. Lại bị đớp hơn. 15.000 anh em ạ. 15.000 WeCoin một cái bùa may mắn này. Ui dồi ôi, 1 triệu WeCoin của tôi bây giờ còn 400.000 thôi anh em ơi. 400.000 thôi, hỏng rồi. Quả này là lỗ rồi anh em ạ. Nhận quả kèo này lỗ rồi. Chẳng lẽ bây giờ dừng lại. Dừng lại bây giờ lại mang tiếc, đúng không? Chuyên gia đập đồ ngày hôm nay lại sợ. Nhưng mà có khi mình đập xong là mình bảo là người anh em ơi, thực sự là quả kèo cộng 13 này rất là khó anh em ạ. Anh em có thể cho người anh em có thể cho mình thêm một chút WeCoin được không? Gọi là lấy công. Lấy công gọi là lấy tinh thần. Chứ 1 triệu WeCoin nghe chừng nó không ăn thua lắm. Đấy anh em ạ. Kiểu gì cũng xin được. Nhưng bây giờ công việc là phải đập đi cộng 13 đã. Cộng 13 đã thì mới xin được. Cho 2 viên luôn anh em ạ. Đớp luôn 2 viên. Xịt đi, mình xịt cho tao cái 60k WeCoin một phát xoay đấy. 6.000 Việt Nam đồng đấy. Lên tục. Ồ, vẫn xịt này. Như vậy là 5.000 Việt Nam đồng, 6.000 Việt Nam đồng của tôi là gì ạ? Cốc trà đá là bay mất rồi anh em ơi. Bay mất cốc trà đá rồi. Một phát xoay là một tơn trà đá, một điếu thuốc rồi. Trà đá mấy nghìn nhỉ? Trà đá 5.000. Điếu thuốc Vina 1.000. Thế là 6.000 anh em ạ. Xoay một phát là gì ạ? Một tơn trà đá đã ra đi rồi. 1, 2, 1, 1, 2, 1. Có bùa trao nhá. 50% thôi, phải nhấp anh em ạ. Tiết kiệm. Chứ uống từ tối bây giờ là hơi bị nhiều trà đá rồi đấy. Uống nhiều trà đá quá thì nó cũng khó ngủ đấy. Không phải đơn giản đâu. Lên đây. Đúng rồi, lên cộng 10. Mua ring band 13 đây. Ai bán PM? Nhân vật thì gặp bố giết. Khó lắm anh em ơi, ring band 13 bây giờ hiếm lắm. Hết bùa trao à? À đây mẹ cũng còn một cái bên này này. Một tơn nữa anh em ơi. Tơn trà đá 6.000 nào. 6.000 anh em ơi. 75% à? Sao lại 75% nhỉ? 80% này. 85% này. Có xoay được không? 90% này. À không xoay được anh em ạ. Thừa. Để bớt ra này. Thì 3 viên xong xoay không nhá. 3 viên cũng không xoay được anh em ạ. Chỉ tối đa là 2 viên thôi này. Cho bớt viên ra này, 50% thôi. Nhấp nào. Hôm nay mặc đồ thần này anh em ơi. Bộ này bộ vick này. DK này gì đây? DK gì mặc bộ vick này. Có cái quầng tím dưới chân này là đồ thần anh em ạ. Bộ này chắc chắn là bộ này là bộ Hion rồi. Kiếm Hion này, mũ Hion này. Mũ làm sao Hion được nhỉ? Chân này. Đấy. Rồi, xin chào người anh em nhá. Xoay đây. Đập đây. Chào Covid ơi. Lên cộng 11 rồi anh em ơi. Nói. Bọt cả nước bọt ra.
Mỗi tội là hết bùa anh em ạ. Đang dây đỏ thì hết bùa. Ôi giời ơi, mua tiết kiệm thôi anh em ơi, mua đừng căng tay quá. Còn 181.000 huy coi thôi anh em ơi, 181.000 huy coi. Ơ, hết sâu à? Hết cả sâu anh em ạ. Hết sâu, hết blast. Sâu blast thật rẻ. Không thì một này cộng mấy giờ? 3 viên là 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 1, 1. Vâng, tỷ lệ là 40%. Đây là chúc mừng vợ chú đề anh này đã nâng cấp tay hồng long lên cộng 13 này này. A-di-đà Phật này nâng cấp áo quyền năng thất bại cộng 14 này. Vợ chú đề anh này vừa nâng cấp tay hồng long thất bại cộng 14 này. Thất bại nhiều lắm anh em ơi, cố lên. Ba cái thất bại rồi là sẽ có một phát thành công của mình đây. Là một. Nhấp 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 nhấp. Lên xoay đi. Lên cộng 12 rồi anh em ơi. Sao cứ cộng 12 là nó bị đỏ anh em ạ. Lại bị sửa đồ này. Phát cuối đây anh em ơi, phát cuối đây. Phát cuối đây, cố lên. Đủ không nhỉ? Không có trao à? Thiếu trao anh em ạ. Một. Ui hết cả trao anh em ơi. Hết cả trao, lại phải đi mua trao anh em ạ. Đang dây đỏ hết cả trao luôn ạ. Trao trao nhiều. Trao đâu? Đây trao này, 30.000. 20.000 huy coi 30 viên anh em ạ. Như vậy là có bao nhiêu đây? 2 nhân 10 20. 8 nhân 9 nhân 7. 9 nhân 3 27. Tức là rơi khoảng 900 huy coi một viên anh em ạ. Mua luôn. Mua hai cụm luôn. Dùng cho sướng. Lấy 10 viên anh em ạ. Rồi, tiếp tục. Phát cuối anh em ơi, phát cuối đây, phát định mệnh đây. Phát này mới ra được tiền này. Phát này mới ra được tiền này. Kết nợ bình thường. Mấy viên nhỉ? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 1. Vâng, tỷ lệ là 35%. Chúc mừng A-di-đà Phật đã nâng cấp mũ quyền năng lên cộng 12. Tiếp tục anh em ơi. Nhập 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 nhập. Phát này phát quyết định này này. Phải cho một người thất bại nữa anh em ạ. Đợi một người anh em thất bại đi. Ai thất bại đi, ai xoay thất bại đi. Để tôi xoay cái nào. Anh em đi đấu hết rồi này, đi bot vui rồi anh em ạ. Bot vui, bot vui. Bot vui đi săn bot rồi. Xoay đi. Ông nào đi xoay cái cho tôi lên 13 cái nào. Thất bại rồi anh em ơi. Vâng, A-di Đà Phật đã nâng cấp thất bại mũ quyền năng cộng 13 rồi, thất bại rồi, lên lên. Tung đá, tung đá. Tung. Vâng, như vậy là phần này lại thất bại tiếp rồi anh em ơi. Lại về mo rồi. Ây da, khó sơi anh em ơi, khó sơi lắm đây. Kết hợp bình thường, tiếp tục lại. Lên cộng 10. 1, 2, 1. 1. 1. Một viên thôi anh em ạ, một viên thôi. Tiết kiệm, sắp hết quy coi rồi. Vừa mới bơm máu xong. Vừa mới bơm máu xong, bây giờ là chuẩn bị hết máu nơi rồi anh em ơi. Mạnh tay lên, cộng 10. Đang dây đỏ anh em ơi, lên. Đang dây đỏ rồi. Lên. Đấy, cộng 11 anh em ơi. Đang dây đỏ, đang dây đỏ. Đủ không? Không đủ này, không đủ sâu à. Không đủ sâu lại còn không đủ cả bùa trao anh em ạ. Bùa may mắn này còn một viên thôi. Lại phải mua rồi. Rồi pha này hết rồi. Hết rồi anh em ơi. Như vậy là còn 36.000 recoil rồi. 1 triệu recoil anh em ạ. Tiêu trong gọi là chớp mắt. Bộ môn này là bộ môn gọi là gì ạ? Số học. Khó tính toán lắm anh em ạ. Khó tính toán lắm. Cộng 11 này. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 1, 2. Vâng, tỷ lệ 40%. Vâng, chúc mừng A-di-đà Phật đã nâng cấp mũ quyền năng lên cộng 11 rồi. Xịt đi cho tôi nhờ, xịt đi. Bạn phải xịt cơ thì tôi mới lên được. Bạn ạ. Ui, lên cộng 12 luôn này. Ông này đang dây đỏ anh em ơi. Lên cộng 13 đi.
ông ấy đang dây đỏ, mình theo theo tơ. Ủa lên 13 rồi này, lên 13 rồi này. Ủa thất bại, tưởng theo dây được anh em ơi, cứ tưởng là theo dây thành công được, cuối cùng mình lại thành thằng thất bại, thế mới đau chứ. Ôi rồi hết rồi, lại một tơn anh em ơi, lại một tơn nó ra đi rồi, bắt đầu là thấy đổ vỡ rồi, thấy chán trường rồi anh em ạ. Nào lên đi, nó nhẹ nhàng như này cộng 10 này, rồi tiếp tục nào, lên cộng 11 đi, tiếp tục lên cộng 11, hai viên nào, nhẹ tay lên. Ui dồi, xịt rồi anh em ơi, thôi rồi rồi, cảm giác gọi sụp đổ rồi, không còn từ nào để nói nữa anh em ạ, không còn một từ nào để nói nữa rồi, cuộc chơi sắp kết thúc rồi, còn hết cả bùa trao rồi anh em ơi, hết cả bùa trao luôn rồi, hết bùa trao rồi, còn 36.000 nguy coi. Vâng, xin phép mà mua một cái bùa trao cuối cùng anh em ạ, mua một cái bùa trao cuối cùng, mua một cái bùa trao cuối cùng rồi, để xoay lên cộng 10, có lên được cộng 10 hay không đây. 1 2 1 1, một đớp đi, mày đớp cho tao hết đi, mày đớp đi cho tao nhờ, đớp đi mày, đớp đi, đớp đi đấy, giờ lên cộng 10, lên cộng 10 hết máu rồi anh em ạ, hết quy coi rồi, cuộc chơi chấm dứt tại đây rồi anh em ơi, tôi trả hàng thôi, đi trả hàng thôi. Được rồi bạn ơi, tôi trả win ba nè, không lên được thôi, coi như hôm nay là không được gì, coi như hôm nay là không được gì anh em ạ, lỗ rồi. Đâu rồi bạn, đâu rồi cha re, cha re đi, Atlantis server 1 nào, nào đâu rồi, a à, không bạn nhé, ok rồi, tôi trả bạn đây bạn ạ. Tôi xoay lên cho bạn cộng 10 đây, tôi xoay lên cho bạn cộng 10 đây, tôi hết cả 2 triệu WeCoin rồi, đập 2 triệu WeCoin không lên được cái win cộng 13 anh em ạ. Bạn tên là gì nhỉ, bạn đại tướng à, đây rồi, tôi trả bạn nhé bạn nhé. Đấy, chúc bạn ngủ ngon. Còn tôi là chắc chắn là tôi không ngủ ngon được rồi. Cảm ơn mọi người đã xem video, và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.